Ồ, mình là chữ G, mình là chữ G nha. Bây giờ mình là chữ E nha các bạn. Ôi, E rồi tới gì đó. Mình không có thể nào nhập vô mấy cái chữ này được. Rồi, 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 qua cầu cho mình lọt quá. Đi được nha. Wow, mấy cái chữ này càng ngày càng lớn lên cho nên mà mình không có theo cái thứ tự bảng chữ cái được, cho nên mình đó bây giờ mình còn lại chữ và A B C D E mình có chữ ly rồi, rồi đó chữ giờ dừng lại chỗ đó, chữ giờ đúng là chữ giờ là dừng lại luôn các bạn ơi. Hay quá chữ giờ dừng luôn. Rồi, xuất phát từ chữ giờ rồi lấy chữ giờ có thành chữ E nha. Chữ E mình sẽ đi tìm chữ E, đi tìm chữ E, chữ E, chữ F, chữ G, chữ H, chữ I, chữ C nè. Z rồi K nè, K rồi L, L, kiếm chữ L, M, N, O, rồi, 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 bể luôn. Rồi còn chữ N nha. Rồi, đó, chữ N, lên tới chữ N luôn. Yeah, lần này chiến thắng nha, lần này lên tới chữ N luôn, vượt mặt lúc nãy nha. Rồi, lần này mình cố gắng mình vượt qua chữ N nha. Chữ H rồi rồi, H H H I I I I C K L L L M rồi 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 xong luôn, xong luôn. Rồi chữ L thua nãy nha, mới có chữ C à, có là chữ C gì mình tưởng chữ L, anh nhìn có nói tới chữ C rồi dừng luôn rồi. Quê hết sức kìa.